VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Các bạn thân mến, đối với những người đam mê ca hát thì chắc chắn rằng một chiếc micro là thứ phương tiện vô cùng hữu hiệu để các bạn ấy có thể chinh phục được đỉnh cao đam mê. Nhưng mà không phải ai cũng có đủ điều kiện và thời gian để có thể lựa chọn cho mình một chiếc micro phù hợp, thích hợp trên chặng đường chinh phục đỉnh cao ca hát. Và đặc biệt, điều này càng khó khăn hơn đối với những người mới. Hiểu rõ được điều đó thì những chuyên gia của VDA bằng tất cả những kinh nghiệm của mình đã tìm kiếm và thử trong vô vàn những dòng micro từ cao cấp cho đến bình dân, đã tìm ra được 3 dòng micro ưu việt nhất trong tầm giá 5 triệu để các bạn tham khảo. Nằm đầu tiên trong danh sách này đó là chiếc micro Boss QM990. Nổi bật không chỉ ở thiết kế high tech cực kỳ sành điệu và hiện đại, QM990 còn là một chiếc micro có khả năng lọc tạp âm lên tới 95% nhờ công nghệ feedback của Mỹ. Với màng lọc âm tiêu chuẩn, được thiết kế từ thép không dỉ, QM990 thu trực tiếp âm thanh phát ra từ miệng người hát mà không thu các tạp âm như tiếng thở, âm gió hay nhạc nền, tiếng ồn từ môi trường xung quanh. Dù lọc âm siêu đỉnh như vậy, nhưng khả năng hút âm của QM990 vẫn được đảm bảo tuyệt đối. Thậm chí kể cả khi bạn để mic cách xa miệng 15-20cm thì giọng ca của bạn thu vào vẫn luôn rõ ràng và tròn tiếng. Chính điều này đã giúp chiếc micro Boss QM990 đánh bại tất cả các đối thủ khác để trở thành trùm cuối trong phân khúc giá từ 3-4 triệu đồng. Tại vị trí thứ hai, và giá thành cũng đắt hơn Boss QM990 một chút, đó là chiếc micro BF Audio G8 tạo hình từ lớp vỏ nhôm CNC phủ lớp sơn bạc vô cùng bắt mắt. G8 thực sự hoàn hảo về cả ngoại hình lẫn tính năng. Mặc dù nhận điểm trừ do khó căn chỉnh thông số thích hợp, nhưng G8 là lựa chọn đáng đến từng đồng mà bạn bỏ ra. Công nghệ chống và ngắt hú tự động hoàn hảo cho bạn thả sức khoe giọng và biểu diễn mà không cần phải lo ngại những tiếng rú, rè hay rít xuất phát từ micro, kể cả khi bạn có vô tình đưa micro về gần loa hay đặt micro ở gần điện thoại di động. Khả năng loại bỏ tạp âm của G8 cũng chẳng thua kém gì so với Boss QM990. Mọi nguồn tạp âm từ tiếng thở, âm gió cho tới tiếng trò chuyện xung quanh đều bị triệt tiêu hoàn hảo. G8 được đánh giá là thiết bị cực phù hợp cho các phòng karaoke chuyên nghiệp với khả năng chống va đập cực tốt và thời lượng dùng pin cực trâu. Thêm vào đó, tính năng hỗ trợ giọng hát ưu việt dù bạn chỉ lấy hơi nhẹ cũng khiến âm thanh ra cao vút, sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng mê mẩn chỉ với một lần hát thử. Cái tên cuối cùng trong danh sách này chính là chiếc micro Variety SE55, cũng là chiếc micro có giá thành cao nhất và độ chuyên dụng phù hợp nhất cho việc ca hát của bạn. Variety SE55 như là tổng hợp toàn bộ ưu điểm mà hai chiếc micro trước sở hữu. Từ khả năng lọc bỏ tạp âm triệt để và khả năng hút giọng cực mạnh như QM990 cho tới việc được trang bị công nghệ chống hú rè chẳng kém cạnh gì G8. Variety SE55 còn trở nên vượt trội hơn với tính năng điều chỉnh giọng hát của người sử dụng, giúp cho các đoạn cao trào bạn vẫn thao hồ lên cao, khoe giọng cao vút mà không sợ vỡ tiếng. Chất giọng, dù cao hay trầm, mạnh hay yếu thì âm thanh ra loa, rõ, trong và thật. Điểm nổi bật nhất của SE55 đó là chế độ ngắt tự động sau 5 giây không hoạt động hoặc khi bị rơi. Điều này giúp tăng tuổi thọ cho pin, tiết kiệm chi phí bảo trì cho bạn, cũng như tránh làm bạn giật mình hay mất hứng bởi những tiếng va đập thu vào từ micro khi rơi. Nếu như các bạn còn nghi ngờ đến khả năng của 3 dòng micro này, thì tại sao các bạn không đi đến ngay những chi nhánh gần nhất của VDA để có thể tự mình trải nghiệm cũng như đưa ra quyết định của chính bản thân mình các bạn nhỉ? Đội ngũ nhân viên tư vấn cũng như chăm sóc khách hàng của VDA luôn sẵn sàng chào đón các bạn. Còn nếu như mà các bạn đã lựa chọn được cho mình những chiến hữu hay là các bạn vẫn còn thắc mắc đến những sản phẩm của VDA, thì các bạn hãy gọi ngay đến số hotline của VDA để được tư vấn, báo giá cũng như là nhận được những ưu đãi hết sức đặc biệt từ VDA các bạn nhé.